Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Buổi chiều ngày hôm nay thì anh Phương này đang có mặt tại chỗ Quế Võ Bắc Ninh để phối ghép một dàn karaoke cho một anh bạn. Đây là một anh bạn chơi thân với một người khách hàng đã mua hàng của em rồi, thì cũng đã chơi và hiểu được cái chất hàng của bên anh Phương. Và ngày hôm nay nên cấu hình với một đôi loa đời cao 4 số rất đẳng cấp, đó là dòng JBL4722A. Đây là trước đây anh đang chơi đôi BMW 95C, đôi này anh bảo cũng mua tới 14 triệu đơn vị ở Bắc Giang. Đến bây giờ thì chắc là cũng chán rồi, không hợp lý nữa rồi. Nghe nói Mỹ nó đẳng cấp hơn và nó sạch sẽ hơn rất nhiều. Và BMW thì chủ yếu là ưu tiên về tiếng giải trung âm và giải bass, chứ nó không nảy tiếng, không bay tiếng và không đã đời như những dòng loa JBL này. Các bác thấy rằng là chúng ta sẽ cho bao nhiêu điểm khi mà đặt cái đôi loa này lên trên kệ này? Em thấy nó khá xinh và rất hợp lý. Đây này anh em đang ngồi thẩm âm rất là tâm đắc với bộ dàn này. Và hiện tại thì anh Phương đang cho setup tại nhà. Thì anh em chúng ta sẽ được một bộ cấu hình âm thanh nó không chỉ chất mà nó còn đúng kỹ thuật. Mặc dù là đi setup như thế này thì chúng em vừa mất thời gian, vừa mất công sức và vừa mất quả là tiền, nhưng mà cái điều này là em cũng mong muốn làm sao để khi các bác bỏ tiền ra mua hàng của anh Phương thì đều được hỗ trợ về kỹ thuật một cách chuẩn chỉ nhất. Một con vang số X6 và một đẩy 4 kênh với này một con nâng tiếng và một bộ mic nữa, một bộ dàn âm thanh không thừa không thiếu, toàn hàng cao cấp và được setup chuẩn chỉ để chúng ta có một bộ dàn với nhiều chế độ HK khác nhau. Chế độ 1 Eco Revert, chế độ 2 Eco và chế độ 3 là chế độ Revert dành cho những anh em nào hát chuyên sâu, và chế độ số 6 là chế độ nghe nhạc. Hiện tại thì chúng ta đang ở chế độ nghe nhạc, chúng ta hãy cùng lắng nghe một chút, sau đó là test phần karaoke các bác nhé. Với kỹ thuật setup chuyên nghiệp, các bác thấy rằng là ai cầm mic cũng có thể hát được và hát rất là dẻo và rất nhẹ nhàng. Cho nên là cái này là cái mà các bác thấy rằng là nhiều bác khi bỏ ra số tiền rất lớn, 70-80 triệu, 90 triệu, nhưng mà đôi khi là chúng ta thấy rằng là cái việc setup và đo đạc chúng ta chưa được chú trọng. Cho nên là đôi khi ở cửa hàng ta nghe rất là hay, cho nên là các bác thấy rằng là khi mà đi mua hàng các bác cứ bảo là sao ông thấy nó hay thế mà về nhà mình nó không hay. Thực ra là với âm thanh thì mỗi một cái không gian, mỗi một cái môi trường khác nhau thì chúng ta thấy rằng là cái chất âm nó lại khác, cho nên là chúng ta phải đo đạc và phải cân chỉnh để làm sao chúng ta có được một bộ dàn chuẩn chỉ nhất, hát nhẹ nhất và ai cầm mic cũng có thể hát được. Các bác hãy cùng tiếp tục lắng nghe, và mọi chi tiết phối ghép dàn karaoke cũng như mua thiết bị âm thanh thì hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0979985555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Yêu nhau.
chung tình điện đàn cô xin lỗi em không cần chỉ cần yêu nhau em chẳng cần thương đau rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tìm sao em thì em nói em yêu tiền tiền là tiền liêng chúng tùy tôi đâu bằng đừng giận em nhé em cho tiền nhé anh tiền thắng tiền thua đời có mấy ai chê tiền 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 đời tôi tiền đốt cháy tim tôi rồi tiền là anh đau em ơi em đành lòng giáo tình nghèo như anh chung thủy yêu em nhiều tình giàu như ai chưa chắc yêu chung tình nghèo tiền như anh xin lỗi em